Chào mọi người. Vừa đi Cali về. Ba kiện này. Chăm chỉ mấy bà. Đi Cali xong là bốc hàng về đấy mấy bà. Ba mẹ bạn Lê Khanh đi sang Cali bê dùm cho ba thùng hàng. Xong rồi về mua 120 đồng phí ship, phí cước của trong nước Mỹ ba kiện hàng. Trời ơi, gia đình bạn cẩn thận lắm. Nhưng mà trời ơi, gia đình đây thân cẩn thận đến mức độ này là trời ơi, đã nhờ người ta xách đồ sang dùm mà người ta còn mua túi nước tắm bọc cho mình đấy, mọi người thấy em không? Băng keo bên Việt Nam nó rẻ, chứ băng keo bên này mà dán thế này là chết. Mấy bà giò mà xem đó, người ta bay từ Việt Nam sang, bay từ Việt Nam sang bê sang dùm ba thùng hàng. Trời ơi, ta nói trời, chắc là vợ chồng của bố mẹ Lê Khanh nghĩ là hàng buôn bán sợ bị bóc hàng đấy. Chị có sách hàng dùng em thì không việc gì thấy kỹ thế này đâu, không ai ta móc đâu, bên trong toàn măng khô với những khô à. Bên trong toàn măng và miếng khô, làm gì có gì giá trị đâu. Trời ơi, em móc hàng thì chết đi nha. Trời ơi, người ta sợ bị bóc hàng, gửi hàng xong bên này bán. Mình gửi về thì dễ bị mất. Trời thần. Các bạn, người ta tâm lý người ta gửi hàng sợ mất. Mình gửi về, mình đi nước ngoài mình gửi về là dễ bị bóc lắm. Chứ còn mình mang đi thì không ai phải bóc. Trời ơi, vất vả cho ba mẹ Lê Khanh quá. Nó bảo là trời không có 6 kiện như 6 kiện là chết. Vừa 6 kiện là sao đây, tiền taxi Uber cũng đủ chết rồi. Đó. Xong một lớp này nha, là đến lớp nhà em. Trời ơi. Ooh.
các bác thấy em chăm chỉ không? Con chơi đất rời không ai thấu. Em hỏi các chị nhá, ăn chơi rách rời không ai thấu. Thôi xong rồi, con túi đi ò của tôi các bà. Trời ơi, con túi LV của tôi đeo chéo. Đó. Rồi, bà nào hôm trước hỏi mua sâm, hồng sâm baby, à hồng sâm nhung yêu này. Hôm nào, hôm trước chị nào bên Mỹ hỏi mua hồng sâm nhung yêu này gửi được sang này. Đó. Trời ơi, gia vị gà ủ muối các bác ơi. Đó. Đó. Bọn nhân viên là tao tao muốn chết chúng mày thôi. Tao chết bọn nhân viên, tao bảo bao nhiêu lần rồi, mấy cái này gửi sang là chỉ cần lấy cái ruột bên trong thôi. Đây. Me của tôi. Nói bao nhiêu lần bọn này thật sự luôn. Nói nhiều mà không được của chúng nó luôn đấy bà. Đã nói là mấy cái gói hồng sâm này này, hồng sâm baby cho khách này này, là gửi sang chỉ gửi cái ruột thôi, không hiểu chúng nó gửi sang cả cái thân này để làm cái gì. Chửi chúng nó thì bảo là mình khẩu nghiệp, mà không chửi thì mực. Các bà hiểu không? Mình đã kêu chúng nó là không có gửi một set nha. Hồng sâm baby này, hai set này. Hồng sâm nhung yêu này, ba set này, bốn set này. Chị nào lấy hồng sâm nhung yêu lấy nhắn em nha. Đó. Túi cầm sang để đeo với bà. Gia vị gà ủ muối. Đấy, cái đống hộp ấy là đã một đống tiền mấy cân đó, mấy cân hành lý rồi. Nói chúng nó thì chúng nó không chịu nghe. Trà giảm cân này. Nói là chúng nó không nghe đâu ấy bà. Chửi chúng nó bảo là mình khẩu nghiệp. Đó, muối đây nha mấy chị. Hết rồi. Muối chấm nha. Đó. Rồi, tôi về tôi bán hàng nha, tôi không có đi chơi nha mấy bà. Các bà an tâm công tác đi nha. Em không có đi chơi nữa nha. Đó. Hàng hóa em về đủ cả rồi đó. Đó. Đó, thùng hàng. Đó. Mắm nêm, mắm đầu, mắm ơ. Đó. Các bà lấy gì lấy sớm đi. Đó, hàng hóa. Trời ơi, ta nói. Vali va đồ. Chết đi sống lại. Cái túi này, đấy, bác bảo là gửi cái túi này sang sớm để đeo đi du lịch chơi. Khổ ghê thân tôi. Đây là hộp me. Đây chắc chắn là hộp me. Mẹ me, tao chửi chúng mày, tao kêu chúng mày gửi cho tao hộp me lớn lớn vô. Để tao uống me đá. Và chúng mày gửi tao cái hộp to thế này, chúng mày chết với tao đấy. Phương nha. À, mày. Chai tẩy trang, tại vì hết tẩy trang rồi. Các bạn. Chai tẩy trang mẫu mới. Nó thay đổi vỏ ấy mà. Mình tưởng chúng nó gửi cho mình hộp đá me bé xíu mình chửi chết. Đó, chai tẩy trang.
này thì chúng nó không cho cái hộp ha. Cái này chúng nó không cho mình cái hộp. Đấy, các chị thấy không? Cái cần cho cái hộp thì chúng nó chỉ cần cho cái hộp vì chỉ dán băng keo như thế này. Cho cái hộp vì chỉ dán băng keo ở trời. Đấy, các bà thấy tôi khổ không? Chai tẩy trang Intifi nó mới đổi vỏ nha mấy chị. Đó, chai tẩy trang nó có hộp thì chúng nó không cho. Bây giờ đến cái hộp này các bạn. Các bạn thấy em chăm chỉ không? Đó, đi Cali vẫn vác 3 thùng hàng rồi. Đó, vất vả chăm bề không ai thấu. Hôm nay em về còn bị hôm qua hôm đi thì Uber không được, hôm nay về cũng không book Uber được, nhờ chồng bà chị ra đón dùm, không có chắc giờ này chưa về được đâu. Chị Lê, bé Lê không thấy chưa? Móc thế này muốn chết đi sống lại này. Kỹ quá, làm em khô quá đi. Xong mấy con Mỹ nó không hiểu, nó bắt đầu xuyên tạc. Nó kêu là người ta bê đầu sang cho nó rồi, nó còn kêu là khổ quá, các bạn hiểu không? Mấy đi xuyên tạc hay xuyên tạc linh tinh á. Trời ơi, gia đình cẩn thận quá. Gia đình bảo là tại ngửi thấy mùi măng. Ngửi thấy mùi măng. Chơi là chơi mà làm như là đi bán ngô ở đại lộ ở Tân Vọng mới về. Vất vả trăm ngày ai thấu, đi chơi một tháng cả là ngay. Em cảm chị, cảm ơn chị Phạm Nguyễn Thu. Cày kéo cho chị ơi. Đi chơi tiêu tiền được thì cũng phải làm được chị. Đó. Chị nào bên này lấy hồng sâm nhung yêu. À, hồng sâm nhung yêu nói em nha. Chị nào có bố mẹ lớn tuổi là chị 1, 3 này, 5 này. Đang có 10 set bên này cho các chị nha. Dám đúng vú của em.
túi Gucci đấy, bỏ sang để sách. Chơi được thì làm được chị ạ. Chỉ sợ những người mà ăn được chơi được mà không làm được thôi. Đó. Trời ơi, bộ chỉ mụn của tôi đây rồi. Đợi chờ. Đợi chờ bố chị mụn, chớ bị mụn này. Rồi, sung sướng cuộc đời. Gia vị gà ủ muối đó. Gia vị gà ủ muối sao bán chạy quá trời luôn mấy chị. Mang trăm gói sang tháng trước hết rồi. Túi Gucci của chị Linh San Diego. Chóng mặt. Dạ chị vợ Trần Thu, có gì vất vả đâu chị. Ai làm việc kiếm tiền cũng phải vất vả như em. Các chị làm công việc gì cũng phải vất vả. Chứ không phải có một mình nó vất vả chị. Mình kiếm tiền là mình phải vất vả rồi chứ chị ơi. Nhưng ăn thua là mình chấp nhận. Đấy, ví dụ như em này. Em làm này. Đó. Ví dụ em đi Cali, em bay. Em book vé là mất 1.000 đô. Mà ba mẹ của bạn của Kiến bây giờ em ba thùng hàng này là ba thùng là 6, 3, 18. Một thùng hàng này gửi sang là phí ship ba là 6 triệu, ba thùng 18 triệu. Thì em bay đi mất 1.000 thì là 25.500. Thì là cũng đỡ đi được phần nào đúng không chị? Đấy, đi chơi tiết kiệm chứ bà, các bà tưởng à. Đi chơi nhá. Tranh thủ tiết kiệm vẫn là tiết kiệm nha mấy chị. Đùa chứ. Điện thể người ta sang người ta bắt đồ cho mình. Mình mua vé mất 1.000. Thì ba thùng hàng này mình chịu khó mình xách về. À quên mình chưa trừ 120 đô. Ba thùng hàng mua cước hành lý từ bên Cali về đây 120 đô. Đó. Đó. Gia vị đó. Gia vị gà ủ muối đó mấy chị. Tháng rồi bán ra thì gà ủ muối quá trời luôn.
Chanel à. Mũ Chanel của khách này. Mai em gửi cho chị khách nha, chị khách nha. Son kính này. Hồng sâm này. Đấy, chị nào mua hồng sâm nhớ giùm em nha. Hồng sâm nhung hiêu sang này nha, cái này hơi nặng nha mấy chị. Đó. Sán sung này, 1 ký là 250 đô nhé. 1 ký là 250 đô, giá là lấy giùm khách đấy, chứ còn không có, chưa có tính giá buôn đâu, chưa buôn bán gì đâu. Lần này hồng sâm ạ, à một chửi lũ nhân viên thật sự luôn. Cái đống vỏ hộp này cũng mất hẹn mấy phí cước một hộp rồi. Ngu mà, tao nói là ngu, tao nói là ngu truyền đời ai đoán. Củ cải muối này. Dạ em có nghỉ ngơi gì đâu chị. Củ cải muối nha, chị nào nấu hủ tiếu này. Củ cải muối nha em ở đỉnh của chóp nha. Đó. Tiền. Tiền theo CG nhá. Cho mấy bà dòm nhá. Cho bà dòm. Tiền theo CG. Coi nhá. Tiền theo CG này. Sau mốt này. Đó. Tiền tiêu đi theo CG. Các bác thấy không? Đó. Các bà thấy không? Tiền đi tiêu mà đi theo CG là các bà biết rồi. Các bà bên Mỹ có bao giờ thấy tiền đi theo CG không? Các bà ra ngân hàng các bà rút tiền, người ta có đưa tiền các bà theo CG không? Đó, ngửi mùi tiền thấy thơm chưa? Đó. Đó. Thấy không? Đó. Tiền nó theo số báo danh. Ú 393399. Ê, số báo danh đẹp này. Ê. Tiền là phải tiêu cắt nhiều chỗ. Tiền ấy là nó phải cắt đi theo nhiều chỗ mà, hiểu không? Nhỡ mất chỗ này được chỗ kia. Nhìn thấy tiền mặt sáng lên. Tiêu ấy mà chị. Nhiều khi tiền đi vào ở ra sang Cali là nó thu tiền mặt. Sang Cali thu tiền mặt mấy bà.